Vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng, có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương nhá. Vâng, em lại có xe nhiều tỷ bán mấy trăm cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, ngon bổ rẻ này, chất lượng này, sang trọng đẳng cấp này. Trước con này thì hơn 2 tỷ đồng đây các bác này, xe 250 sản xuất 2011 các bác nhà mình nhá, form mới rồi ạ. Đấy, đèn led ở dưới này. Đấy, và nó cái form trên này nó khác rồi các bác, và nội thất nó khác rồi. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Trước mới hơn 2 tỷ đồng nhưng giờ thì quá là rẻ luôn các bác, quá là rẻ các bác. Con này cùng phân khúc với Atis đây các bác này. Cùng phân khúc với lại Corona Atis đây. Vâng, trước thì đắt hơn gấp 3 lần Atis nhưng mà bây giờ thì giá lại chỉ xem nhau thôi các bác nhà mình ạ. Các bác nhà mình đã có một chiếc Mẹc để đi rồi. Con này mà đi công vụ, mà đi cà phê hay là đi làm việc vẫn rất là sang trọng đúng không ạ? Đây các bác có thể nhìn này. Mẹc mà các bác, không bao giờ bị lỗi mốt các bác ạ. Mặc dù em nó 10-11 năm rồi nhưng trông vẫn rất là trẻ trung. Đây các bác nhìn này. Vâng, thì hôm vừa rồi bác nào hỏi em Mẹc màu trắng này thì các bác em săn Mẹc màu trắng về cho các bác đây ạ. Vừa rồi thì có mấy bác là bảo mua tặng vợ thích màu trắng thì đây em có màu trắng đây. Thì hôm vừa rồi bác nào mà quan tâm mà chưa mua thì có thể tham khảo cái xe này của em nhé. Một chiếc xe rất là đẹp luôn. Em quay cho bác xem này. 2011 thì cái form của nó khác rồi các bác nhé. Đây, từ những cái mặt đồng hồ, từ cái vô lăng, đấy, ghế thì đã được may có cái đường chỉ đây rồi các bác ạ. Con này thì xe cũng rất là đẹp các bác ạ. Chạy được tầm gần chục vạn các bác ạ. Cái màn hình này thì là đã được độ lên các bác nhé. Màn hình này đã được độ lên cái màn hình giống của cái đời mới bây giờ các bác ạ. Vâng, con này thì em thông báo nhanh cho các bác nhé. Thông báo nhanh tổng thành để cho các bác như mình lắm được. Để cho cũng đỡ phải miên man dài dòng đúng không ạ? Vâng, thì tất cả tình trạng xe thì chiếc xe này chạy được hơn 9 vạn các bác. Chạy hơn 9 vạn. Tất cả vô lăng của em này thì còn rất là đẹp nguyên bản các bác nhé. Màn hình thì đã được lên độ cái màn hình đời mới rồi các bác. Đây cũng là một cái lợi ích cho các bác này. Còn tất cả từ những cái chi tiết sừng gỗ yếc của nó thì rất là đẹp. Này các bác nhìn này, củ số cổ yếc này. Đấy, rất là đẹp luôn, còn nguyên bản luôn các bác ạ. Vâng, thì thực sự các bác là như em vẫn hay mua Mẹc rất là nhiều. Thì em thấy đa số những cái mẫu Mẹc này thì có thể như em theo quan điểm của em thì em thấy là khi trước ngày xưa thì những cái chiếc xe Mẹc này làm ra cái thành phẩm, cái giá trị thành phẩm, giá tiền nó rất là cao. Đấy, cho nên là từ tất cả những chiếc xe Mẹc hay là những chiếc xe Mẹc nói riêng và những chiếc xe Đức nói chung, em thấy nhé, các bác cứ để ý xem những chiếc xe Hàn với xe Nhật, các bác đi một thời gian nhé, cái bản táp ly cửa này nó sẽ bị hỏng và nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà ở trên những mẫu xe Đức như các bác nhé, không hề có cái chuyện đó. Không bao giờ có cái chuyện đó luôn. Và đặc biệt từ những cái vô lăng này cũng vậy. Đấy, từ những cái vô lăng này nó rất là bền các bác ạ. Vâng, thì từ cái da này cũng vậy các bác nhé. Đây, tất cả các cái da ấy còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn. Từ cái nút, cái phím, từ những cái chi tiết cao su lon các bác ạ. Ghế đây các bác này, bao nhiêu năm rồi đây, nhưng mà tất cả ghế đây các bác nhìn này. Tất cả tình trạng ghế xe của em này. Đấy, ghế này đặc trưng ghế xịn này, da nó rất là dày nhưng mà nó lại có cái độ mềm các bác. Và đây các bác có thể nhìn này, không có lứt vỡ gì cả, dài rất là ok các bác. Phần bên dưới này cũng vậy này các bác này. Mẹc C 250 ở thế hệ này thì nó đã có những cái rèm y như là Mẹc E rồi các bác, đã có rèm chống nắng hết rồi. Nó là một chiếc xe, một của phiên bản E thu nhỏ đấy ạ.
Đây các bác này, tất cả các cái chi tiết của em này nguyên bản, từ những cái ghế này cũng vậy các bác nhá, ghế da nguyên bản và rất là đẹp luôn, có cả cái thảm trải sàn 6D rồi. Đây các bác này. Vâng, thì như em thấy thì thực sự với các bác là bây giờ những chiếc Mac bây giờ thì nó quá là xứng đáng để đi rồi các bác, nó quá là xứng đáng, em thấy là vậy. Tại vì là thực sự các bác là khấu hao như em thấy thế này là nó hết rồi các bác ạ. Những bác mà đã đi Mac đều đã biết chiếc mới rất là nhiều tỷ. Như cái con Mac C250 này nếu mà lăn bánh nó phải hơn 2 tỷ đồng các bác ạ. Đấy, nhưng bây giờ các bác mua chỉ có hơn 400 triệu thì thực sự các bác là cái khấu hao làm còn cái gì nữa đâu, đúng không các bác? Thân vỏ dày dặn chắc chắn như chiếc xe Atip. Thì là vì sao mà nó là giữ giá như vậy là vì là như em thấy là tâm lý chung của các bác là chiếc xe Toyota của Nhật thì là nó lành tính và ít hỏng vặt. Thì đúng thật các bác, nó là những chiếc xe Nhật, đặc biệt là Toyota, thì nó có mỗi cái máy thôi, nó không có gì cả. Thì đương nhiên rồi các bác, hỏng các bác có đi cảm biến này hay cái gì hỏng nó cũng không báo lên bao giờ hỏng. Các bác đi các bác thấy hiện tượng thì các bác mới biết. Nhưng mà những chiếc xe Mac này nó rất là thông minh. Nhiều bác thì lại tưởng là Mac nó hay lỗi, nhưng mà không phải đâu các bác nhé. Đấy là những cái cảnh báo để cho các bác biết thôi, chứ không phải nó là lỗi. Đấy không phải là lỗi các bác ạ. Đấy là những cái cảnh báo ở cảm biến để cho các bác nhà mình biết, để cho các bác nhà mình kiểm tra để đi cho nó an toàn thôi các bác. Chứ nó không hề, đấy là không phải là lỗi đâu các bác. Đấy là những cái cảnh báo. Đấy, cho nên nhiều bác không hiểu lại tưởng là đấy là lỗi, nhưng hoàn toàn không phải các bác nhé. Đấy, tại vì là những chiếc xe nó rất là thông minh, nhiều những cái cảm biến và nhiều những cái tính năng thông minh các bác. Vâng, thì cũng xin chia sẻ một chút là tâm lý của các bác là nhiều bác là chưa đi Mac bao giờ. Đây là em đang chia sẻ nhé. Những bác mà đã đi Mac rồi và những bác đã đi xe Đức rồi thì đều đã biết B Mac hay là Audi hay là tất cả những cái dòng xe đấy, C hay là E, đồ đạc rất là nhiều các bác, đồ đạc bây giờ rất là nhiều các bác. Không tin các bác có thể lên mạng, các bác chỉ cần đánh cái phụ tùng ra thôi là nó đã đầy rồi, chứ không phải là hiếm hoi gì cả, đúng không ạ? Ngày xưa thì ít gara thì là các bác hay phải mang vào hãng đấy, nhưng bây giờ thì tỉnh nào cũng rất là nhiều gara và các bác vào thôi thay đồ, gọi một phút mốt là trong ngày là có luôn các bác. Đấy, rất là đơn giản thôi và đồ thì cũng rất là hợp lý, rẻ thôi chứ cũng không phải là đắt đỏ gì đâu các bác. Đấy, nó cũng chỉ nhỉnh hơn các cái xe Nhật, xe Hàn một chút thôi các bác nhé. Vâng, thì chia sẻ ngoài lề một chút thì đây em sẽ đi vào chủ đề chính. Thì chiếc xe này thì là em mua thì của một cái chị, thì cũng là chị nữ, sử dụng. Đấy, tất cả các tình trạng xe này còn rất là ok và đẹp. Thân vỏ không có đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, máy móc tất cả các cái ngon êm zin các bác nhé. Đấy, thì đây các bác có thể quan sát này, cái phần xe 211 thì đầu yếc là nó thế hệ mới hết rồi, trông nó cũng hiện đại hơn một chút các bác, đẹp hơn. Đây các bác này, thà yếc này các bác này, thà thì bên trong của con này là tinh cầu thủy tinh hết rồi, bên trong là đều có led hết các bác nhé. Tính năng hiện đại thì không thiếu một cái gì rồi các bác nhé, máy lổ im zít luôn. Vâng, em vừa mua xong đây, vẫn bản nguyên này các bác này. Đấy, lên sóng luôn các bác nhà mình. Vâng, chỉ có hơn 400 thôi các bác nhà mình ạ. Tí em sẽ thông báo cho các bác nhà mình nhé. Hơn 400 triệu mà các bác đi con này thì oách xà lách luôn, chất lư luôn. Cứ cho các bác đi 125 nữa đi. Các bác cứ đây này em nói là lỗ, ở đây này em đang nói khấu hao mà không có nhé. Cứ cho là lỗ 100 nữa đi. Đấy, 25 nữa đi các bác ạ. Đây này em cứ nói quá thôi nhé, chứ còn các bác chả lỗ được tầm đấy. Cái xe này thì bây giờ nó hết tầm khấu hao rồi. Em khương bán cho các bác nhà mình chiếc xe này nhé. Chỉ có 455 triệu đồng thôi. 455 triệu đồng. Giá yêu thương chưa các bác? Rẻ nhất thị trường chưa các bác? Chỉ có em Khương mới bán cho các bác cái giá như vậy thôi nhá. Đấy, con này nó rất là đẹp rồi. Trắng Ngọc Trinh này, còn biển Hà Nội nữa. Đấy, các bác ở Hà Nội thì không lo nhé, Hà Nội Sài Gòn không lo mất 20 triệu tiền biển đâu.
biết lòng biết đây các bác nhìn này, nét như Soli các bác nhá. Xe của em vừa mới mua về nó hơi bẩn một chút các bác nhá. Lòng biết rất là ok và đẹp. Từ những cái phần này, chi tiết nhỏ của nó, táp ly cửa tất cả các cái là còn rất là đẹp các bác nhé, bóng lừ luôn và đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn này, ghế này con này thì không có gì để bàn cãi rồi các bác ạ. Đây các bác nhìn này, vân gỗ vân nhớt vẫn còn mới nhất, đẹp luôn. Ghế đây các bác này, em quay nhanh này, em quay những cái ý chính cho các bác lắm được thôi các bác. Cửa đóng chắc lịch thôi. Vâng, mê nhất là cái nội thất của mẹ các bác này, sang trọng đẳng cấp đúng không ạ? Atit làm sao có được cái này. Rồi thì nói chung là xe cộ thì mỗi người đam mê một kiểu, mỗi người thích một kiểu. Nhưng bác mà chưa đi xe Đức bao giờ thì em nghĩ là thôi thì trước nó nhiều tiền thôi các bác ạ. Và có thể là trước nó cũng mọi cái nó cũng đồ đạc nó cũng hơi ít, thì bây giờ thì 4.0 rồi các bác ạ. Nó cũng là một cái mà rất là lợi ích để cho các bác nhà mình có thể đi rồi các bác. Để em tắt máy đi một chút không này, cái máy mẹt lổ nó hơi nóng, nó hập lên này các bác nhé. Xe của em Khương thì đương nhiên rồi các bác này, chất lượng này các bác này, tất cả các cái này mới keng các bác nhé. Từ những phần mặt máy này các bác nhìn này, từ những phần mặt máy cao su của em nó các bác nhé, rất là đẹp đúng không các bác, rất là đẹp, xin thưa các bác nhà mình. Đây, từ những phần mà cổ bô cổ yếc đây của em nó đây các bác nhé. Máy con này rất là tươi rồi các bác, máy tươi đẹp. Từ cái mặt dàn cò cao su yếc không hề bị lão hóa một chút là các bác nhé. Máy móc thì rất là khô, máy con này khô tươi đẹp. Tất cả thảm biếc là cũng còn nguyên zin các bác nhé, không có võng mục mọt gì cả. Vâng, thì vừa rồi em cũng lên sóng cho các bác nhà mình về một chiếc xe C250 sản xuất 2011. Và chiếc xe này đang được em Khương chào bán cho các bác nhà mình với giá là 455 triệu đồng. Vâng, 455 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em Khương các bác nhé, để chốt được chiếc xe này. Vâng, thì cảm ơn các bác đã theo dõi hết clip của em. Chào tạm biệt các bác nhà mình ạ.